Singapore là quốc gia đầu tiên hứng đếm số ca Covid-19 và sẽ coi nó như bệnh cúm. Hàn Quốc nói, Triều Tiên từ chối vaccine của AstraZeneca do Covax phân phối và cũng không hào hứng với vaccine của Trung Quốc. Taliban chiếm các phần biên giới trọng yếu với Turkmenistan và Iran. Khảo sát, 58% người Mỹ tin rằng truyền thông là kẻ thù của người dân. Ông Trump nói, đã lãng phí thời gian khi trả lời phỏng vấn của các nhà báo đều cuối cùng họ viết mà không cần thực tế. Tổng thống Biden thúc giục ông Putin chống lại các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền. Mỹ thêm 14 công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Phiên bản khu vực 51 của Trung Quốc ở Tân Cương. Tiến thoái lưỡng nan, sai lầm của Trung Quốc khi gia tăng căng thẳng với Ấn Độ ở biên giới. Dân bỏ chạy nhiều, Trung Quốc cho xây bức tường dài hơn 1.000 km ở biên giới với Myanmar. Quý vị và các bạn đang theo dõi Mục tin Thế giới sáng ngày 10 tháng 7 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Singapore đề xuất rằng họ sẽ kết thúc việc kiểm đếm số ca nhiễm mới COVID-19 hàng ngày. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, đất nước với dân số 5,7 triệu người có hơn 62.000 trường hợp mắc virus corona, và chỉ khi nhận 36 trường hợp tử vong do Covid-19, khiến các quan chức quyết định rằng họ ngừng đếm số ca nhiễm mỗi ngày để khôi phục cuộc sống hàng ngày và sẽ điều trị virus giống như bệnh cúm. Các bộ trưởng thuộc nhóm đối phó với Covid-19 cho biết, tin xấu là Covid-19 có thể không bao giờ biến mất, tin tốt là chúng ta có thể sống bình thường khi nó ở giữa chúng ta. Thay vì theo dõi số lượng nhiễm Covid-19 mỗi ngày, chúng tôi sẽ tập trung vào kết quả các bộ trưởng thương mại, tài chính và y tế đã viết trong một báo cáo chung trên Straits Times. Các quan chức Singapore hy vọng sẽ tiêm phòng cho ít nhất 2 phần 3 dân số vào đầu tháng này. Trong thông báo của các bộ trưởng cũng cho biết, chúng ta không thể diệt trừ nó, nhưng chúng ta có thể biến đại dịch thành một thứ ít đe dọa hơn nhiều như cúm, tay chân miệng hoặc thủy đậu và tiếp tục cuộc sống của chúng ta. Tiếp tục với phần tin đáng chú ý liên quan đến đại dịch. Viện Chiến lược An ninh Quốc gia của Hàn Quốc ngày 9 tháng 7 tiết lộ, Triều Tiên từ chối các lô vaccine COVID-19 của AstraZeneca do COVAX phân phối và cũng không hào hứng với vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Theo báo cáo của Viện Chiến lược An ninh Quốc gia INSS, trực thuộc cơ quan gián điệp của Hàn Quốc, cơ chế chia sẻ vaccine công bằng COVAX có kế hoạch cung cấp gần 2 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Triều Tiên, đợt đầu dự kiến vào cuối tháng 5, nhưng đã bị trì hoãn do các cuộc tham vấn kéo dài. Báo cáo cũng cho biết, Bình Nhưỡng đang xem xét các nguồn vaccine COVID-19 khác. Triều Tiên không hào hứng với vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Trả lời hãng tin Reuters, Giám đốc nghiên cứu chiến lược về bán đảo Triều Tiên, ông Lê Sang Kheon tiết lộ, Triều Tiên nghiêng về vaccine của Nga, hy vọng sẽ được tặng miễn phí nhưng chưa có thỏa thuận nào được thực hiện. Theo Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc, mặc dù Triều Tiên cho phép các nhà ngoại giao của mình ở nước ngoài tiêm vaccine COVID-19 từ cuối tháng 3 năm 2021, họ không cố gắng bảo đảm có vaccine cho nhu cầu trong nước. Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, một trong những tổ chức đồng lãnh đạo COVAX, không có bình luận về báo cáo nói trên của Hàn Quốc. Trong khi ngày 7 tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận, Moscow đã nhiều lần cung cấp vaccine cho Bình Nhưỡng. Cho đến nay, Triều Tiên không công bố bất kỳ cao Covid-19 nào, dù Hàn Quốc và Mỹ nghi ngờ tuyên bố này. Triều Tiên đã đặt các biện pháp chống Covid-19 nghiêm ngặt như đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trong nước ngay từ đầu đại dịch. Chuyển sang phần tin nóng đáng chú ý khác, Taliban ngày 9 tháng 7 tuyên bố họ chiếm được các phần biên giới quan trọng giữa Afghanistan với Turkmenistan, trong khi có tin rằng lực lượng này đã chiếm luôn tỉnh giáp với Iran. Jabihullah Mujahid, phát ngôn viên của lực lượng Taliban, nói với báo giới hôm ngày 9 tháng 7 rằng cửa khẩu quan trọng cho nối giữa Afghanistan và Turkmenistan, đã bị chiếm giữ hoàn toàn. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ hai quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Afghanistan cho biết, tỉnh Herat có đường biên giới với Iran cũng đã rơi vào tay lực lượng Taliban. Tuy nhiên, Tarif Aryan, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan, bác bỏ thông tin nói trên và cho biết các vụ vượt biên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ nước này. Một quan chức an ninh khác của Afghanistan cho biết, các tay súng Taliban đã chiếm giữ 5 quận ở Herat mà không cần giao tranh. Các tay súng Taliban đã tiến vào các khu vực có đường biên giới với 5 quốc gia bao gồm Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc và Pakistan vào đầu tháng 7 sau khi các lực lượng quân sự nước ngoài rời đi. Đợt tiến quân của lực lượng Taliban đã diễn ra trong nhiều tuần song được đẩy mạnh sau khi Mỹ rút quân khỏi căn cứ chính ở Afghanistan, chấm dứt cuộc can thiệp kéo dài hơn hai thập kỷ sau khi Mỹ lật đổ chính quyền hồi giáo Taliban vào năm 2001. Bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm ngày 8 tháng 7 cho biết, ông không nghĩ Taliban sẽ chiếm được toàn bộ đất nước và ông tin tưởng quân đội Afghanistan. Chuyển sang một phần tin tức liên quan đến nước Mỹ. Thưa quý vị, theo một cuộc thăm dò mới của Rasmussen Reports, 58% người Mỹ cho rằng các phương tiện truyền thông là kẻ thù của người dân. Trong khi 36% không đồng ý, cuộc thăm dò được tiến hành vào ngày 7 đến ngày 8 tháng 7, khảo sát 1.000 cử tri. Kết quả cụ thể là 76% đảng viên cộng hòa đồng ý với cụm từ kẻ thù của nhân dân trong việc mô tả các phương tiện truyền thông. 37% đảng viên dân chủ đồng ý với cụm từ này. 83% cử tri tin rằng tin giả là một vấn đề nghiêm trọng trên các phương tiện truyền thông, so với 14% không đồng ý. Chỉ có 37% nói rằng họ tin tưởng vào tin tức chính trị mà họ nhận được, so với 43% không tin tưởng. 54% tin rằng hầu hết các phóng viên đưa tin có lợi cho tổng thống Biden. Motion lưu ý rằng cựu Tổng thống Donald Trump từng đăng tweet rằng tin tức giả thực sự là kẻ thù của người dân. Tiếp tục với một diễn biến có liên quan. Cựu Tổng thống Donald Trump đã cho rằng việc trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông và các tác giả về chính quyền ông là một sự lãng phí thời gian. Sau khi thực hiện 22 cuộc phỏng vấn cho 17 tác phẩm riêng biệt, ông Trump bắt đầu trong một thông cáo báo chí Đối với tôi, có vẻ như việc gặp gỡ các tác giả của một số cuốn sách vô lý viết về chính quyền rất thành công của tôi hoặc tôi là một sự lãng phí thời gian hoàn toàn. Họ viết bất cứ thứ gì họ muốn viết mà không cần nguồn xác minh thực tế hoặc hỏi liệu một sự kiện là đúng hay sai. Thành thật mà nói, rất nhiều câu chuyện bị đặt hoặc hư cấu thuần túy. Ông Trump giải thích, những nhà văn này thường là những người tồi, những người viết bất cứ điều gì họ nghĩ đến hoặc phù hợp với chương trình làm việc của họ. Ông Trump kết luận, nó không liên quan gì đến sự kiện hay thực tế. Vì vậy, khi đọc những thứ rác rưởi mà các phương tiện truyền thông tin giả đưa ra, xin hãy nhớ điều này và coi mọi thứ như muối bỏ bể. Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi Michael Bendel từ Wall Street Journal đã viết trong cuốn sách mới của mình rằng ông Trump nói rằng Hitler đã làm rất nhiều điều tốt. Tổng biên tập Ray Bass, Alex Marlow, tác giả cuốn Tin tức thời sự, phơi bày những thỏa thuận tiềm ẩn và tham nhũng bí mật của tổ chức truyền thông trong một lần xuất hiện trên Newsmax TV hôm thứ Năm đã bày tỏ mong muốn ông Trump ngừng trả lời phỏng vấn cho các cơ sở báo chí đã cố gắng tiêu diệt ông. Axios đưa tin ngày 21 tháng 6 rằng ông Trump đã tự mình đưa ra tất cả những quyết định này liên quan đến việc ông đã trả lời phỏng vấn cho ai. Đôi khi ông sẽ dành 90 phút để trả lời phỏng vấn hoặc yêu cầu các nhà báo ở lại và ăn tối tại Mar-a-Lago với ông. Tiếp tục với thông tin từ chính trường Mỹ thưa quý vị tòa bạch ốc cho biết tổng thống hoa kỳ joe biden vào hôm thứ sáu đã thúc ép tổng thống nga vladimir putin hành động chống lại các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền ransomware từ nga tòa bạch ốc cho biết trong một tuyên bố về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo rằng tổng thống biden nhấn mạnh sự cần thiết của nga để có hành động phá vỡ các nhóm tấn công bằng mã độc tống tiền hoạt động ở nga và nhấn mạnh rằng ông cam kết tiếp tục can dự vào mối đe dọa rộng lớn hơn do tấn công bằng mã độc tống tiền gây ra Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết, ông Biden nói với Tổng thống Putin rằng, ngay cả khi chính phủ Nga không đứng sau nhóm tội phạm thì ông Putin vẫn phải có trách nhiệm. Tấn công bằng mã độc tống tiền, một loại phần mềm độc hại mà các tin tặc sử dụng để giữ dữ liệu làm con tin và đổi lấy tiền thanh toán, đã trở thành một tai họa ngày càng nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Tội phạm mạng đã sử dụng nó để làm tê liệt hàng nghìn tổ chức của Mỹ, gây ra một loạt các cuộc khủng hoảng. Thưa quý vị, Washington, ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương, đã thêm 14 công ty Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế vì liên quan đến việc giám sát và giam giữ người hồi giáo ở khu vực Tân Cương. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, các công ty này đã dính líu đến những vi phạm và lạm dụng nhân quyền trong việc thực hiện chiến dịch đàn áp, giam giữ hàng loạt và giám sát công nghệ cao của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và các thành viên khác của các nhóm thiểu số hồi giáo tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết trong một tuyên bố, Bộ Thương mại vẫn cam kết kiên quyết thực hiện hành động mạnh mẽ, dứt khoát nhằm vào các thực thể đang tiếp tay cho việc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, hoặc sử dụng công nghệ của Mỹ để thúc đẩy các nỗ lực hiện đại hóa quân đội đang gây bất ổn của Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, tổng cộng đã bổ sung 34 thực thể, trong đó có một số thực thể từ Nga và Iran và năm thực thể khác hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc liên quan đến laser và hệ thống quản lý chiến đấu. Hành động mới nhất cho thấy nỗ lực của tổng thống Joe Biden trong việc gây sức ép với Trung Quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tháng trước, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa thêm 5 công ty và các thực thể khác của Trung Quốc vào danh sách đen vì các cáo buộc lao động cưỡng bức ở khu vực viễn Tây Trung Quốc. Tiếp theo là phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, hình ảnh vệ tinh cho thấy có một sân bay bí ẩn ở sa mạc La Bố Bạc, Tân Cương, Trung Quốc với 12 tòa nhà quy mô lớn không rõ mục đích. Điều này đã khiến người ngoài cuộc đặt câu hỏi về một khu vực 51 phiên bản Trung Quốc. Theo những hình ảnh vệ tinh do công ty hàng không vũ trụ Mỹ Maxar Technologies công bố cách đây vài ngày, xung quanh một sân bay bí ẩn với đường băng lớn gần 5 km ở La Bố Bạc, Tân Cương, có khoảng 12 tòa nhà bê tông đang được xây dựng. Ngoài ra, theo một dòng tweet được đăng tải bởi phóng viên Jeff Ramfield của NPR vào ngày 1 tháng 7, so sánh các hình ảnh của tháng 2 năm 2020 và ngày 28 tháng 6 năm 2021, có thể thấy rằng khu trung tâm của căn cứ gần đó đã xuất hiện rất nhiều cấu trúc mới. Mục đích của các cấu trúc này vẫn chưa rõ ràng. Nếu phóng to khu vực đường băng trên Google Maps, bạn có thể thấy đường băng là một phần của tam giác đều, đủ để máy bay cất cánh và quan trọng hơn là nó cho phép máy bay hạ cánh xuống đây từ ba hướng. Ankit Panda, nhà nghiên cứu cấp cao tại Carnegie Peace Foundation, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ nói rằng, những tòa nhà này tương tự như các cơ sở quân sự khác của Trung Quốc và mục đích của chúng vẫn chưa được biết rõ. Ông Panda suy đoán rằng, sân bay sa mạc bí ẩn ở Tân Cương Hẻo Lánh, vốn là nơi lý tưởng để thử nghiệm hàng không vũ trụ, đối với các thiết bị tuyệt mật hoặc một cơ sở rất quan trọng cho các hoạt động vũ trụ quân sự của Trung Quốc và nó đang được mở rộng đài NPR của Mỹ đã mô tả những tòa nhà này, bao gồm cả sân bay, như thể chúng là một bản sao của khu vực 51 bí ẩn ở Hoa Kỳ. NPR sau đó đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ xác minh, nhưng Đại sứ quán Trung Quốc đã từ chối bình luận. Theo giám sát vệ tinh, sân bay này đã xuất hiện vào năm 2016. Nó nằm ở rìa của bãi thử vũ khí hạt nhân trước đây ở La Bố Bạc, Tân Cương, và có đường băng siêu dài so với máy bay thông thường tới 4,8 km, vào tháng 9 năm 2020, lần đầu tiên Trung Quốc phóng một chiếc máy bay không gian không người lái có thể tái sử dụng. Máy bay ở trên quỹ đạo trong 2 ngày trước khi hạ cánh xuống đường băng dài 4,8 km ở Tân Cương. Trước đó không ai biết về sân bay này. Thưa quý vị, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây nói rằng Trung Quốc nên cố gắng làm bạn hơn là kẻ thù và đóng vai trò như một cường quốc đáng tin cậy, đáng mến và đáng kính. Nhưng những hành động bành trướng, hà khắc của ông Tập ở trong và ngoài nước tiếp tục làm suy yếu hình ảnh toàn cầu của đất nước tỷ dân này. Ở châu Á, chủ nghĩa xét lại lịch sử hiếu chiến và sự chèn ép của ông Tập đã làm xấu đi quan hệ với các nước láng giềng từ Nhật Bản, Philippines đến Việt Nam và Bhutan. Đặc biệt, mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan, cũng như chiến dịch đưa Hồng Kông vào thế bề tác chính trị với Bắc Kinh đã đánh lạc hướng sự tập trung quốc tế về các hành động hiếu chiến khác của chính quyền ông Tập. Đặc biệt là cách đối xử thô bạo của ông với Ấn Độ. Mối quan hệ quân sự kéo dài của Trung Quốc với Ấn Độ dọc theo biên giới Himalaya vừa bước sang tháng thứ 15 và tiếp tục gia tăng với việc cả hai nước gần đây đã triển khai thêm lực lượng và vũ khí mới, làm tăng nguy cơ một cuộc giao tranh khác có thể châm ngòi cho chiến tranh. Tình trạng bế tắc hiện tại bắt đầu sau khi Ấn Độ phát hiện ra rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã lén lút xâm phạm và chiếm đóng các khu vực biên giới quan trọng ở vùng cực Bắc Ladakh nơi dãy Himalaya tiếp giáp với dãy Karakoram. Sự lừa dối của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc có thể đã khiến Ấn Độ mất cảnh giác, nhưng hành động gây hấn, chiếm đoạt lãnh thổ của Ấn Độ để củng cố vị thế tối cao trong khu vực của Trung Quốc là một tính toán chiến lược sai lầm nghiêm trọng của ông Tập. Với mục tiêu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước Bắc Kinh, Ấn Độ đã đưa ra phản kháng quân sự gay gắt để đối kháng lại thái độ khiêu chiến của Trung Quốc, loại trừ việc bình thường hóa quan hệ song phương cho đến khi Trung Quốc ngừng xâm phạm. Sự gây hấn của ông Tập chỉ làm chắc chắn thêm sự trỗi dậy đối kháng của Ấn Độ. Điều này thể hiện rõ ràng trong một bản tin tuần trước, rằng Ấn Độ bằng cách triển khai thêm 50.000 binh lính, tăng cường lực lượng chống lại Trung Quốc lên khoảng 200.000. Chính quyền New Delhi đã chuyển thế trận quân sự từ phòng thủ sang khả năng tấn công. Trọng tâm quân sự chính của Ấn Độ đã chuyển từ Pakistan sang Trung Quốc, mặc dù nước này không thể xóa bỏ bóng ma của một cuộc chiến tranh hai mặt trận chống lại cả hai kẻ thù liên minh chặt chẽ của mình. Trung Quốc chọn một cuộc chiến biên giới với Ấn Độ không có ý nghĩa chiến lược gì, vì đây là một cuộc chiến mà cả năng lượng hạt nhân không thể chiến thắng. Sự gây hấn ban đầu gây ra một loạt các cuộc đụng độ biên giới vào tháng 5 và tháng 6 năm ngoái đã khiến Trung Quốc nhận ra rằng quân đội của họ với ít kinh nghiệm chiến đấu kể từ cuộc xâm lược thảm khốc vào năm 1979 của Trung Quốc đối với Việt Nam đã phải tránh tất cả các cuộc cận chiến với quân đội Ấn Độ thiện chiến. Sau cuộc đụng độ hồi tháng 5 năm ngoái, Ấn Độ nhanh chóng vinh danh 20 người hy sinh của họ là liệt sĩ, trong khi Bắc Kinh vẫn chưa tiết lộ số người chết của mình. Ngoài việc vinh danh 4 binh sĩ bị giết và một sĩ quan bị thương hồi đầu năm nay, chính quyền ông Tập đã bắt giữ ít nhất 6 blogger Trung Quốc vì nói rằng nước này đang che giấu số người chết thực sự từ cuộc đụng độ đó. Trong đó tình báo Mỹ cho biết số người chết ở Trung Quốc là 35. Một trong những blogger người có 2,5 triệu người theo dõi trên Weibo gần đây đã bị kết án 8 tháng tù kể từ các cuộc đụng độ đó trung quốc đã tìm cách ngăn chặn các cuộc giao tranh hơn nữa ở các khu vực gần bao gồm cả việc cùng nhau thiết lập vùng đẹp ở hai trong số các địa điểm đối đầu và bằng cách triển khai các vũ khí mới như súng cối tự hành cho các bốt có súng liên thanh đồng thời ngầm thừa nhận rằng binh lính trung quốc cần được huấn luyện tốt hơn để tham gia chiến tranh ở trên cao của dãy himalaya khi họ đã bổ sung lực lượng dân quân ở biên giới bằng những thanh niên tây tạng địa phương các cuộc đụng độ là một lời nhắc nhở rằng nếu không có yếu tố bất ngờ, Trung Quốc không có đủ khả năng để đối đầu tốt hơn với Ấn Độ khi thực chiến. Trung Quốc hiện đang rơi vào thế bế tắc quân sự không dễ dàng với Ấn Độ. Nếu ông Tập cố gắng phá vỡ thế bế tắc này bằng một cuộc chiến, ông ta khó có thể giành được một chiến thắng quyết định. Bản thân cuộc chiến nhiều khả năng sẽ kết thúc trong đấm máu với tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Ấn Độ dường như quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc chống lại sức mạnh của Trung Quốc và hợp tác với các cường quốc cùng chí hướng như Mỹ, Nhật Bản và Australia để hạn chế ảnh hưởng quốc tế của người láng giềng này. Mối quan hệ của Trung Quốc với New Delhi ngày nay đang ở mức thấp. Về phía ông Tập, người đã đặt mối quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ dưới một nhát dao đã tự thu mình vào một góc không còn nơi nào để lùi. Thưa quý vị, vào cuối năm ngoái, Trung Quốc đã hoàn thành do đạn đầu của bức tường biên giới Trung Quốc-Myanmar dài 600 km. Vài ngày trước, có thông tin trên Internet rằng, một bức tường dài 500 km khác đã được xây dựng. Các nguồn tin địa phương nói rằng Trung Quốc đã xây dựng bức tường để ngăn người dân chạy trốn và sự xâm nhập của các thế lực ngoại bang. Cư dân mạng chỉ trích gay gắt rằng chính quyền Trung Quốc đã biến Trung Quốc thành một nhà tù lộ thiên. Cách đây vài ngày, một số cư dân mạng Weibo đã đăng tải những bức ảnh nói rằng bức tường dài 500 km dọc theo dãy núi Thủy Lệ, Lệ Giang và Cao Lê Cống đã được xây dựng. Bức ảnh cho thấy hàng rào kim loại chạy xuyên qua các cánh đồng và chạy dọc theo các ngọn núi được chiếu sáng rực rỡ trong đêm tối. Khi tin tức lan truyền ra nước ngoài, cư dân mạng đã tố cáo trên mạng xã hội Twitter rằng chính quyền Trung Quốc đã biến Trung Quốc thành một nhà tù lớn. Đài Á Châu Tự Do hôm ngày 8 tháng 7 dỡ lời các nguồn thạo tin cho biết bức tường dài 500 km được xây thêm trong năm nay vẫn đang được xây dựng và có thể sẽ được kéo dài thêm. Ông Mã, một cư dân ở biên giới Vân Nam, nói rằng Mục đích chính của việc xây dựng bức tường là để ngăn chặn những người di cư trái phép khỏi đất nước. Một doanh nhân khác am hiểu tình hình địa phương, ông Trương tiết lộ rằng, việc vượt biên từ thủy lệ và sau đó nhập cảnh vào Thái Lan từ sông Mekong là lối thoát phổ biến nhất của người dân Trung Quốc. Ngoài biên giới Trung Quốc Myanmar, bức tường biên giới Trung Quốc Việt Nam cũng đang được xây dựng. Trong những năm gần đây, một số lượng lớn các nhà máy của Trung Quốc đã đóng cửa hoặc chuyển ra nước ngoài và một số lượng lớn người thất nghiệp đã vượt biên giới sang Việt Nam, Myanmar và các nước khác để tìm kế sinh nhai. Trong đó, Việt Nam đã bắt giữ một số lượng lớn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, môi trường chính trị ngày càng khắc nghiệt của Trung Quốc đã buộc ngày càng nhiều người bị bức hại phải lựa chọn vượt biên ra khỏi đất nước và tìm đến tự do. Doanh Nhân Trương cũng nói rằng, việc chính quyền Trung Quốc xây dựng một bức tường trên núi Cao Lê Cống cũng có thể là để ngăn chặn các dân tộc thiểu số địa phương Myanmar theo cơ đốc giáo và Phật giáo. Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi đó là ngăn chặn sự xâm nhập của tôn giáo nước ngoài. Ngoài ra, ông Trương tin rằng một lý do khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng bức tường có thể là do sự xuất hiện của các lực lượng vũ trang người Hoa chống lại chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ở miền Bắc Myanmar vào đầu năm nay. Vào tháng 5 năm nay, chính quyền Trung Quốc bất ngờ liên lạc với những người Trung Quốc ở Myanmar và các thành viên trong gia đình của họ, sử dụng nhiều cách khác nhau để buộc họ phải trở về Trung Quốc. Theo những người quen thuộc với vấn đề ở Myanmar, những người Trung Quốc này đã bị chính quyền bắt giữ với số lượng lớn sau khi họ bị lừa trở về nước. Ngoài việc xây dựng những bức tường ở biên giới phía nam, hải quan ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc cũng đang kiểm soát chặt chẽ người dân rời khỏi đất nước với lý do phòng chống dịch bệnh. Gần đây, thông tin lan truyền trên internet rằng chính quyền đã chặn cả những người có thị thực du lịch xuất cảnh tại sân bay và hải quan, thậm chí còn kiểm tra và cản trở những người có thị thực kinh doanh. Hộ chiếu của một số người đã bị cắt và mất hiệu lực ngay tại chỗ. Thưa quý vị, Mục tin Thế giới sáng ngày 10 tháng 7 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.